bật tu vi Yên Bái chất kính, có sao nhẹ một góc, bỏ sao đi để quên mất, trọng lượng là 3,8 ft, còn một mảnh chất kính có một kính nghệ Phật xem, đúng là đá đủ thể loại, đúng loại một kiểu. Nhìn bé bác nhìn thấy một nẹp không? Cực kỳ sáng luôn. Đã mà to vậy bằng ngón chân không biết lên. Cái chất kính này mà nó to như ngón tay cũng thích. Khoảng 20k thì một cái mặt Việt Nam siêu định luôn. Thank you.